Quay qua quay lại tới phần 2A. Kiến thức phải có nằm ở trong đầu, thì thành công chiến thắng mới nằm trong tay ta. Ái chà, hay ta, phương pháp học tập từng được thay da. Tên gọi của mỗi chất cũng giờ được cải cách. Em phải chăm chỉ học tập thì không may ra. Từ trước giờ gặp là Barry Lee. Còn tên tiếng Anh Barry Lee là thành phần chính của Ngọc Lục Bảo, là yếu tố cấu thành bộ phận máy tính. Chất tiếp theo được gọi Magnesium, được gọi thân mật với tên Magne, là nguyên liệu để khai hỏa pháo hoa, hợp kim chế tạo máy bay và cả xe hơi. Có người gọi là Calcium, có người ngắn gọn Canxi. Có trong cơ thể là ở xương và răng, có chức năng quan trọng chứ đâu phải trang trí. Strontium, pháo hoa phương tiện không gian, màn hình, máy tính, phao điều hướng, pháo sáng. Radi thành radium, bari thành barium, thành bại biến thành thành công thì phải nhớ các kỳ ghi trong tâm. Cứ việc im lặng và làm với phong thái thật lẹ làng, từ khi bút lực cà tàn, không nhất thiết phải áp lực, không nhất thiết thành kim cương, chỉ cần biết phải nỗ lực biến kiến thức này là vàng.